Nam thân rồi. Thật. Ở thế này là vợ. Thế mà bây giờ mình bắt mình bắt đúng mà bây giờ thấy mà mổ thì bố mẹ có là nó mới nhờ mổ mổ hạt nếu mà nó khá bác sĩ có thể xem nó thôi tất cả quả chưa gần giường nhỉ? Đi ăn cho ông tôi. Anh ăn. Chưa ăn đi. Nhà bạn nhá. Này mà không đi lên không phải đi chợ đêm. Dạ. Này mà không học đi chợ đêm chưa? Mấy giờ vợ về? Ôi thế thì thoải mái đi đi. Đi. Ngồi đi chợ đêm đi. Đi chợ đêm. Đi chợ đêm đi chợ đêm. Đá bát đi chợ bát đi chạy. Đông đi cung. Thở chân khổ. Đá bát bắn sẵn. Đi thích lắm. Thầy Ngọc đi đi. Đi Ngọc. Đi này đông và vui. Thì cũng chưa đi 8 rưỡi. 9 giờ, 9 rưỡi. Đấy. Kịp cơ mà. Cho đi trẻ con chưa đi cho thích. Đông lắm. Con Tiến mà còn là vào. Đi chả mấy khi. Suốt ngày ở nhà thôi. Anh ở đó nhiều. Hôm nay gần 28/29 mày. Hôm nay mùng 2 âm, tức là vào... Hôm nay mùng 2 âm á? Mùng 2 âm. Hôm nay là 28. Hả? 28. 28 nó vào 27... Ơ sao ngoài kia nị vào mùng mùa mùng 2 âm? Mùa xé nhầm. Rồi. 28, 27. 27 tháng 9. 2016. Thôi, con cất ra bàn. À, giống nhau à? Giống nhau à? Không có. Siêu nhân nhỉ? Siêu nhân cho này. Siêu nhân. Siêu nhân. Em đánh siêu nhân, em đánh siêu nhân, đánh kiểu siêu nhân. Siêu nhân. Ôi giời. Siêu nhân đây. Siêu nhân thua chưa? Rồi rồi. Rồi. Siêu nhân rồi. Siêu nhân là thua. Ủa siêu nhân bắn kém thế. Bắn kém. Bắn kém. 28/9/28. À. Rồi. Cô giáo đi học, cô giáo bảo gì? Cô giáo bảo không nghe nhà. Hả? Không nghe nhà. Không nghe. Không. Đi ra mà đi ra đi. Đi, ra vừa gặp cô giáo đi. Đi. À, đi. Đi sang gặp cô giáo. Không. Xem cô giáo bảo gì. Tôi nghỉ học thì lấy... Ở đây là đi. Thằng này bây giờ cứ bảo là nghỉ học là không có tiền. Đi học thì mới kiếm được tiền đấy. Đi ra ngoài kia
Nó mà mua kem mình bảo là không đi học thì không kiếm được tiền để mua kem, hết tiền. Thế xong rồi nó bảo thế về đi học. Về đi học để kiếm tiền xong rồi. Về đến đây cứ nói đến đi học. Rồi, rồi mai đi học kiếm tiền để mua kem nhá. Không. Hả? Thế ở nhà gì có tiền mua kem? Bảo đi cứ hỏi cái gì đây, bao nhiêu tiền? Như người lớn mua bao nhiêu tiền? Không đi học làm sao có tiền để mua kem? Hello. Anh này đi chợ đêm á, chả mỏi chân đâu.